Tokyo là tỉnh. Tokyo is the capital city of Japan. Japan. Okay. Right. London. London. England. Yeah. Thank you. Rồi thì là mình cùng matching cho cô này. Với Dow Jones thì các bạn sẽ matching cho cô với thành phố nào? New York. New York. Right. Okay. Yes. Right. FTSE London. London. Okay. Nikkei. Tokyo. 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 Right. CAC 40. Paris. Paris. DAX. Rome. Cut. Frankfurt. Okay. Hang Seng. Hong Kong. Right. Nasdaq. New New York. Bovespa. York. São Paulo. Okay. Mysec. Moscow. Moscow. Và Straits Times Index. Singapore. Singapore. That's right. Okay. Rồi. Thank you. Rồi thì đây là cái bài đọc đúng không nào? Hai bài đọc mà cô đã giao về nhà cho các bạn làm rồi đấy. Đúng không? Sau đó phải trả lời 13 câu hỏi ở trang số 10 ấy. Đúng không nào? Thì bây giờ lớp mình cùng review nhé. Bạn đọc lại cho cô này. Sau đấy thì cô sẽ gọi theo, có thể là theo số thứ tự này nhé. Và các bạn dịch và tóm tắt nội dung chính cho cô. Các bạn nhớ cho cô là khai nickname nhé. Ở trên Zoom là họ và tên đầy đủ này, mã số sinh viên này nhé, để phòng khảo thí tiện theo dõi. Này các bạn đọc cho cô bài đọc này đi. Trên thị trường cổ phiếu ở Anh, nhưng chính xác thì họ đang mua cái gì? Về cơ bản, khi bạn mua một cổ phiếu, bạn trở thành một chủ sở hữu của một phần công ty đó. Thị trường Anh sử dụng từ share, trong khi đó thị trường Mỹ sử dụng từ stock. Với vị trí là cổ đông, việc đầu tư của bạn mang lại cho bạn quyền được bỏ phiếu ở cuộc họp hàng năm của công ty và nhận một tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận mà công ty được kỳ vọng sẽ tạo ra. Cái cụm từ em dịch rất là tốt, như có cái cụm từ này as a shareholder hoặc là as a stockholder, em sẽ dịch cho cô là gì? Như là một cổ đông ạ. Với tư cách là một Với tư tổ, cách là một đúng không? Với tư cách là một cổ đông, đúng rồi. Rồi, vậy thì nội dung chính trong phần này, những cái kiến thức gì cơ bản là em cần phải nắm được? Em cho cô là thứ nhất là về khi mà bạn mua cổ phiếu thì bạn sẽ trở thành một chủ sở hữu một phần của công ty ạ. Rồi, Thứ thứ hai là bạn sẽ việc đầu tư của bạn sẽ mang lại cho bạn quyền được bỏ phiếu ở cuộc họp hàng năm và nhận tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận. À đúng rồi, vậy cái kiến thức quan trọng phần này là người ta bắt các bạn phân biệt giữa từ share và từ stock. Đúng không? Đúng nào? Right, share is used in America or in the US and stock. Share is used in England or in the UK. And stock is used in the US. Đúng không? Right. When you buy share in a company, you become a shareholder or a stockholder. Right. And you have the right to vote at the annual company's meeting. Right. And receive a percentage of profit that a company will hopefully make. Đúng không? Đấy, thứ nhất là các bạn nhớ cho cô từ share và từ stock này là một này, đúng không nào? Thứ hai là mình lưu ý cho cô là khi mình mua cổ phiếu của công ty, mình sẽ có quyền vote at the annual company's meeting, có nghĩa là có quyền biểu quyết, đúng không nào? Tại đại hội đồng cổ đông và quyền nhận được cổ tức, đúng không? Right. Vậy thì nhá, trong tiếng Anh các bạn có thể dùng từ okay. Rồi các bạn đợi cô một lát nhé, Tào Văn Thắng này, Nguyễn Phương Anh. Okay. Rồi. Bây giờ nha, nếu cô nói là cái từ share và từ stock trong tiếng Anh ấy thì được sử dụng thay thế cho nhau.
đúng không? Hai từ này đều có nghĩa là từ cổ phiếu. Thì các bạn phải dùng cho cô từ là gì? Share, đúng không? The word này, đúng không? Share. The, hoặc là em có thể nói cho cô là the two nhé. The two words share and stock are used interchangeably. Đấy, trong tiếng Anh người ta dùng như vậy nhé. Có nghĩa là cái hai từ share và từ stock này này được sử dụng thay thế cho nhau. Change trong tiếng Anh là thay đổi. Changeable, right? Là có thể thay đổi. Còn interchangeable có nghĩa là có thể thay thế cho nhau. Đúng nào? Right. Rồi, quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Các bạn sẽ dùng cho cô to have the rights to vote at the AGM and to receive. Đúng không? Hoặc cô viết tách ra từ cấu trúc một nhé. To have the right to vote at the AGM này là có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Còn to have the right to receive dividends có nghĩa là có quyền nhận cổ tức. Đấy, các bạn ghi cho cô cấu trúc nhé. Có quyền làm gì? Right. Rồi, đoạn số 2, bạn tiếp theo nào. Có bạn nào xung phong dịch cho cô đoạn số 2 không? Cô mời Tào Văn Thắng. Em yêu cô là lợi nhuận thì được chia cho bạn dưới dạng cổ tức, thường được trả 2 lần một năm. Điều đó là do hội đồng quản trị điều hành công ty quyết định. Hàng năm sẽ chia lại bao nhiêu lợi nhuận cho các cổ đông như một khoản hoàn vốn đầu tư của họ và bao nhiêu giữ lại để công ty sử dụng đầu tư vào các dự án mới. Một số công ty rất lớn thì không trả cổ tức vì họ cảm thấy rằng lợi nhuận do công ty tạo ra tốt hơn nên được giữ lại trong công ty để phát triển các hoạt động kinh doanh đó. Bằng cách đó thì cổ đông được hưởng lợi lâu dài vì nếu công ty thành công, cổ phiếu sẽ tăng giá trị. Vì vậy khi bán cổ phiếu họ sẽ được giá cao hơn. Rồi, lợi nhuận được trả cho bạn nhé. Các bạn có cấu trúc là to này, be, to be, this distributed to somebody. Này có nghĩa là được phân phát cho ai, được chi trả cho ai. Lợi nhuận được trả cho bạn dưới hình thức cổ tức và được thanh toán 2 lần trong năm, được chi trả 2 lần trong năm. Đây là bởi vì ban lãnh đạo, những người điều hành công ty quyết định mức chi trả cổ lợi nhuận cho cổ đông và coi đó như là khoản lợi nhuận trên số tiền đầu tư của họ và bao nhiêu tiền nên giữ lại trong công ty để đầu tư vào các dự án mới. Đấy, các bạn có động từ là to retain nhé, ví dụ là to này, retain này, profit này, in the company. Đấy thì nó có nghĩa là giữ lại lợi nhuận trong công ty. Right.
có nghĩa là ban lãnh đạo này hoặc là hội đồng quản trị là người quyết định mức chi trả lợi nhuận cho cổ đông, và họ cũng quyết định xem nên giữ lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty để tái đầu tư vào các dự án mới. Một số công ty thì không chi trả cổ tức bởi vì họ nhận thấy rằng lợi nhuận mà công ty kiếm được tốt hơn hết là nên được giữ lại. Đúng không? Để phát triển hoạt động kinh doanh. Và bằng cách đó, những người cổ đông hưởng lợi ích lâu dài. Bởi vì nếu công ty thành công thì cổ phiếu sẽ tăng lên về mặt giá trị. Và vì vậy khi họ bán những cổ phiếu đó, họ sẽ được hưởng mức giá cao hơn. Cô dịch lại nhé. Lợi nhuận được trả cho bạn dưới hình thức là cổ tức, thông thường là 2 lần trong năm. Đây là bởi vì ban lãnh đạo, những người mà điều hành công ty, quyết định hàng năm mức chi trả cổ tức cho cổ đông và coi đó như khoản lợi nhuận trên số tiền đầu tư của họ. Và họ cũng phải quyết định nên giữ lại trong công ty bao nhiêu để đầu tư vào các dự án mới. Một số công ty không chi trả cổ tức bởi vì họ nhận thấy rằng lợi nhuận mà công ty kiếm được tốt hơn hết nên được giữ lại trong công ty để phát triển doanh nghiệp. Và bằng cách đó, cổ đông được hưởng lợi ích lâu dài, bởi vì nếu công ty thành công thì cổ phiếu sẽ tăng lên về mặt giá trị. Và vì vậy, khi họ bán chúng, right? Khi họ bán cổ phiếu, họ sẽ được hưởng mức giá cao hơn. Đúng nào? Vậy thì nội dung chính phần thứ hai này là các bạn phải nắm được là gì? Right. Ok. How is dividend paid every year? How dividend is paid every year? Có nghĩa là gì? How, đúng không? How is dividend paid every year? Đúng không? Câu này có nghĩa là gì? Hàng năm ấy thì cổ tức được chi trả như thế nào các bạn? Dividend usually paid twice a year. Twice a year. Who decided to pay dividend? Who decided to pay dividend? The board of directors. Okay? Yes. Why some big companies do not pay dividend to the shareholder? Why some big companies do not pay dividend to the shareholder? Because they feel that it's better or profit should be retained in the company to grow that business. Đúng không? Có nghĩa là lợi nhuận nên được giữ lại để phát triển doanh nghiệp. Đúng không nào? Yes. What will happen if the company succeeds? What will happen if the company succeeds? Có điều gì xảy ra nếu công ty thành công? The shareholders will make a profit, đúng không? Right. Hoặc là gì? Em có thể dùng là the shareholder make more profit. Như vậy họ sẽ kiếm được lợi nhuận cao hơn, đúng không nào? Because the share increase in value, đúng không? Nghĩa là cái cổ phiếu nó tăng lên về mặt giá trị và như vậy họ sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Đúng không nào? Rồi, đoạn cuối cùng nào. Nguyễn Ngọc Mai. Vâng ạ. Em thưa cô, đoạn cuối cùng là đó là lý do tại sao mà một nhà đầu tư vào cổ phiếu hy vọng thu được 2 loại lợi nhuận là đó là cổ tức và tăng vốn khi họ bán. Tất nhiên giá trị của cổ phiếu thay đổi hàng ngày khi mọi người giao dịch cổ phiếu, và do đó giá trị vốn hóa thị trường hoặc tổng giá trị của công ty không bao giờ cố định. Đúng rồi. Vậy phần này thì các bạn phải nhớ được là
two kinds of return, two kinds of return. Có nghĩa là khi đầu tư vào cổ phiếu thì họ kỳ vọng có được two kinds of return, có nghĩa là hai khoản lợi nhuận. Thứ nhất là gì? Dividend, đúng không? Và thứ hai là capital increase, đúng không? Cổ tức và thặng dư vốn khi họ bán chúng, đúng không nào? Rồi, giá trị của cổ phiếu thì thay đổi hàng ngày bởi vì mọi người luôn kinh doanh cổ phiếu, đúng không nào? Vì vậy, vốn hóa thường, các bạn có từ market capitalization, vốn hóa thị trường, thì chính là total value of the company, chính là tổng giá trị của công ty. Never constant, có nghĩa là luôn luôn thay đổi, đúng không? Right. So bây giờ cô hỏi và các bạn trả lời cho cô bằng tiếng Anh này. How many kind of return can an investor or can a shareholder expect to get from buying share in a company? How many kind of returns? Two kind of return. What are they? They are a dividend and capital increase. Đúng không? Right. Can you give me another word for market capitalization? Another word for market capitalization. Total value of the company. What happened to the total value of the company? So you can say that the total value of the company is changeable. Hoặc là is never constant. Có nghĩa là gì? Không bao giờ cố định, luôn luôn thay đổi. Đúng không? Right. Okay. Rồi, bây giờ chuyển sang bài số 2. Này cũng như vậy nhá. Đấy, các bạn đọc cho cô này có 3 đoạn. Đúng không nào? Đấy, mình tập đọc, mình dịch. Sau đó mình tóm tắt lại cho cô cái kiến thức cơ bản mà các bạn cần phải nhớ trong bài đọc này. Gì trên thị trường chứng khoán mỗi ngày không thường thì thị trường lớn nhất trên thế giới như là cố gắng giá công ty mỗi ngày tiềm năng kinh tế của công ty và sự phát triển của công ty ạ. Một công ty muốn chào bán cổ phiếu của mình ra công chúng trước tiên phải ra thị trường thông qua IPO khi nó có danh sách niêm yết. Này giá của cổ phiếu có thể được báo giá mỗi ngày trong giao dịch ạ. Rồi, vậy thì hàng ngày mọi người thường làm gì trên thị trường chứng khoán? Về mặt cơ bản thì những thị trường lớn, những thị trường chứng khoán lớn trên thế giới như là thị trường phố Wall thì luôn định giá các công ty theo như những triển vọng kinh tế, theo như những triển vọng kinh tế hoặc là tiềm năng kinh tế của công ty và những tiến triển trong nền kinh tế. Một công ty mà muốn chào bán cổ phiếu cho công chúng thì phải thực hiện nghiệp vụ IPO, có nghĩa là chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Khi mà nó đã có giá niêm yết hoặc khi cổ phiếu có giá niêm yết thì chúng sẽ được thực hiện, chúng sẽ được giao dịch hàng ngày. Đúng không? Vậy ở đoạn này thì thứ nhất các bạn nhớ cho cô là người ta value company hoặc các bạn có thể hiểu là companies are valued. Có nghĩa là các công ty được định giá dựa trên cơ sở cái gì? Được dựa trên economic prospect of the company, đúng không nào? Và dựa trên cái gì? Progress of the economy, đúng không? Dựa trên cái tiềm năng ấy, kinh tế của công ty và những cái tiến triển ấy, trong nền kinh tế, đúng không? Right. Rồi, và nếu công ty mà muốn offer share to the public, nghĩa là chào bán cổ phiếu, bán cổ phiếu cho công chúng ấy, thì họ phải conduct an IPO, có nghĩa là họ phải thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đúng không nào? Rồi, ở đoạn số 2,
Bạn nào xung phong dịch đoạn số 2 cho cô nào? Cô mời bạn Vũ Thảo Linh, Phạm Vũ Thảo Linh. Đợt chào bán ban đầu cho nhà đầu tư này bởi ngân hàng đầu tư hỗ trợ công ty tổ chức và tổ chức ngày giao dịch đầu tiên. Tất nhiên họ làm việc với các cơ quan quản lý thị trường như các cơ quan dịch vụ tài chính FSA ở Anh hoặc Ủy ban chứng khoán và giao dịch SSC ở Hoa Kỳ để đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy định và công ty không cố gắng lừa gạt các nhà đầu tư. Ngân hàng đầu tư sẽ bảo lãnh cổ phần bằng cách hứa mua cổ phần nếu không có nhà đầu tư nào khác quan tâm. Những người tham gia thị trường gọi ưu đãi đầu tiên này là danh sách chính. Một khi cổ phiếu có giá niêm yết, các nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu mỗi ngày. Do đó cổ phiếu tồn tại trong cái mà họ gọi là thị trường thứ cấp ạ. Yes. Việc chào bán this initial offer, việc chào bán cho các nhà đầu tư thì được tổ chức bởi một ngân hàng đầu tư. Ngân hàng đầu tư hỗ trợ cho công ty và tổ chức phiên đấu giá hoặc là tổ chức buổi giao dịch đầu tiên. Họ phải phối hợp cùng với they work with này, market regulator là họ phải làm việc phối hợp cùng với các cơ quan quản lý thị trường. Chẳng hạn như Financial Services Authority in the UK, đúng không nào? Thì các bạn cứ dịch là như là cơ quan gì? Dịch vụ tài chính ở Anh, đúng không nào? Và Ủy ban chứng khoán của Mỹ và Securities and Exchanges Commission in the US và Ủy ban chứng khoán ở Mỹ, đúng không nào? Để làm sao? Để đảm bảo rằng to make sure the company follows the regulation. Để đảm bảo rằng các công ty phải tuân thủ theo các quy định của công ty, đúng không nào? Và gì? Và công ty không cố tình lừa gạt các nhà đầu tư, defraud investor, đúng không? Right. Và ngân hàng đầu tư thì bảo lãnh phát hành cổ phiếu, underwrite the shares, bằng việc là cam kết mua lại những cổ phiếu mà các nhà đầu tư khác không mua, đúng không nào? Những người tham gia trên thị trường gọi cái này là, đúng không nào? Right. Niêm yết lần đầu. Và một khi cổ phiếu có giá niêm yết thì các nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu hàng ngày. Vì vậy cổ phiếu sẽ được thực hiện trên một cái thị trường mà gọi là thị trường thứ cấp. Đúng không nào? Right. Rồi. Thế bây giờ nhé, câu hỏi các bạn này. Ok. Yes. How? Câu hỏi thứ nhất này, câu hỏi các bạn này. How does a company organize? How does a company organize the first day of trading? How does a company organize the first day of trading? Công ty đầu họ sẽ tổ chức cái buổi giao dịch đầu tiên bằng cách nào? Các bạn nói cho cô nào. Vậy công ty tổ chức cái phiên đấu giá đầu phiên giao dịch đầu tiên ấy như thế nào nhỉ? Thì các bạn phải trả lời cho cô là công ty tổ chức cái buổi giao dịch đầu tiên ấy, phiên giao dịch đầu tiên ấy với sự hỗ trợ của ngân hàng đầu tư. Đúng không? Vậy thì các bạn sẽ phải trả lời là, đúng không? The company, đúng không? Organizes the first day of trading with the support of the investment bank. Đúng không? Right. Who does the investment bank work with hoặc là cooperate with? Who does the
investment bank, đúng không? Work with. Vậy thì ngân hàng đầu tư phải phối hợp cùng với ai? Who does the investment bank work with? Ngân hàng đầu tư phối hợp cùng với ai các bạn? Market regulator. Yes. So the financial investment service bank work with the market regulator. Đúng không? Right. Okay. Rồi. Who are or what are the responsibility? Responsibilities of the market regulator. Yes. What are the responsibilities of the market regulator? Vậy nhiệm vụ của market regulator là gì? Nhiệm vụ của những nhà cơ quan quản lý thị trường trong bài phần này là gì các bạn? They make sure that the company followed all the regulation. Đúng không? Họ phải đảm bảo rằng, đúng không? Công ty tuân thủ theo các quy định. And, và gì nữa? And the company is not trying to defraud, đúng không? It's investors, đúng không nào? Đấy, phải đảm bảo rằng công ty tuân thủ theo các quy định và không lừa gạt các nhà đầu tư. Vậy các bạn có động từ là to follow này, to follow the regulation, có nghĩa là tuân thủ nhá, theo các quy định, tuân thủ theo các quy định, đúng không nào? Còn lừa dối các nhà đầu tư, to defraud investor. Này, lừa dối các nhà đầu tư. Đúng không? Lừa dối các nhà đầu tư. Và ngân hàng bảo lãnh này, ngân hàng đầu tư sẽ bảo lãnh phát hành cổ phiếu. Và các bạn có động từ to này, underwrite the company's share. Đấy, nhá. Các bạn ghi cho cô, đó là bảo lãnh phát hành cổ phiếu. To underwrite the company's share. Bảo lãnh phát hành cổ phiếu. Vậy cô đặt câu hỏi này, who is responsible for underwriting the company's shares? Nào các bạn trả lời cho cô câu hỏi này. Who is responsible for underwriting the company's shares? Các bạn sẽ trả lời cho cô như nào? Câu hỏi đấy. Who is responsible for underwriting the company's share? Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu? Ai nào? The investment bank. That's right. Đúng không? Chính là ngân hàng đầu tư. Đúng không nào? Ok. Cô đặt câu hỏi tiếp này. What does it mean? What does it mean when the investment bank underwrite the company's shares? Các bạn trả lời, cố hiểu câu hỏi và trả lời cho cô nào. What does it mean when the investment bank underwrites the company's share? Khi mà ngân hàng đầu tư bảo lãnh phát hành cổ phiếu, what does it mean? Investment
Điều đó có nghĩa là gì? It means the bank guarantee to buy any share. Đúng rồi. Which are the not bought bank guarantee. Đúng không? To buy share. Which are not bought by other investor. Are not bought by other investor. Rồi, tốt rồi. Right, ok. Có nghĩa là gì? Ngân hàng đảm bảo mua lại những cổ phiếu mà các nhà đầu tư khác không mua. Đúng không nào? Đúng rồi. Thank you. Rồi, đoạn tiếp theo. Cô mời bạn Nguyễn Hà Thanh. Em thưa cô là đôi khi các công ty thì cần gia tăng thêm vốn để phát triển kinh doanh. Sau đó thì họ có thể phát hành cổ phiếu, cái mà gọi là quyền phát hành. Bằng cách bán cổ phiếu mới thì công ty tất nhiên là sẽ nhận được khoản tiền mới, nhưng đồng thời có nghĩa là mỗi cổ phiếu mà cá nhân trong công ty hiện tại có giá trị thấp hơn vì nó đại diện cho tỷ lệ nhỏ hơn của toàn công ty ạ. Một số công ty cần huy động thêm tiền, raise more capital. Một số công ty cần huy động thêm tiền để phát triển doanh nghiệp và họ phát hành thêm cổ phiếu, được gọi là phát hành quyền mua. Bằng việc bán cổ phiếu mới thì công ty có thêm tiền, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là mỗi một cổ phiếu trong công ty có giá trị nhỏ hơn, bởi vì nó chiếm một tỷ lệ phần trăm nắm giữ trong công ty nhỏ hơn. Đúng không nào? Right. Ok. Sau câu hỏi, các bạn câu hỏi này. How do company raise more capital? Nếu cô đặt câu hỏi này, các bạn trả lời như nào? How do companies raise more capital? Các công ty ấy, thì raise more capital, huy động thêm vốn bằng cách nào? How do companies raise more capital? Họ huy động vốn bằng việc gì các bạn? They can issue new shares. Đúng rồi, they can issue new share, đúng không? Chính là họ gì? Họ phát hành thêm các cổ phiếu mới, đúng không nào? Yeah, và gọi là gì? Và được gọi là gì nhỉ? Được gọi là rights issue, có nghĩa là phát hành quyền mua. Và các bạn có cụm từ phát hành quyền mua trong tiếng Anh là người ta dùng to make này. A right, to make a right, issue. Đấy, các bạn ghi cho cô là phát hành quyền mua. Đấy, to phát hành quyền mua, to make a right issue, phát hành quyền mua. Đúng không nào? Right, ok. Yes, what happened? Now, what happens when the company makes a right issue? What happens when the company makes a right issue? Khi công ty make a right issue, khi công ty phát hành quyền mua thì có chuyện gì xảy ra? What happened? They will get new money. À, ok. They will get more money, but the share, price sẽ làm sao? Họ có thêm tiền nhưng mà giá cổ phiếu làm sao? It will less go down. Will goes down. Chính là giá cổ phiếu sẽ giảm. Đúng không?
bởi vì là nó represent a smaller percentage of the whole company. Đúng không? Right. Thank you. Rồi. Rồi bây giờ các bạn trả lời cho cô các câu hỏi này. Cô nhắc lại nhé, là khi các bạn đăng nhập Zoom ấy, các bạn đăng nhập cho cô là tên đầy đủ này và mã số sinh viên nhé, để thỉnh thoảng phòng khảo thí ấy, các thầy cô điểm kiểm tra nhé thì có thể tiện theo dõi. Cô mời bạn Hoàng Mạnh Hải nào trả lời cho cô câu hỏi số 1. Hoàng Mạnh Hải. Nguyễn Ngọc Anh. Nguyễn Ngọc Anh. Ngọc Anh có nghe thấy cô nói không Ngọc Anh ơi? Dạ, em được ạ. Em vừa lên mạng kế rất nghe rõ. Ừ, em dịch đi. Dịch cho cô câu hỏi thứ nhất này này. Câu hỏi là gì và nội dung trả lời là gì? Ừ, vâng ạ. Cô... Mà... Em thưa cô là... Và cô vừa gọi em vừa trả lời, cô nghe thấy không ạ? Không luôn, không nghe thấy em ạ. Không nghe mạng em ra. Nguyễn Ngọc Anh nào trả lời cho cô câu này nào. Tí nữa Hoàng Hải Hải trả lời câu sau. Nguyễn Ngọc Anh, câu hỏi đây là gì em? Em cho cô câu hỏi đây là em thưa cô nghe em nói không ạ? Em nói đi. Em là sự khác nhau không? Để em dịch cô này trước rồi bạn dịch cô sau đúng không? Ừ rồi, thế Hải dịch cho cô đi. Cô là sự khác biệt giữa một cổ phiếu không? Và một trái phiếu. Cả hai đều được sử dụng để một chỉ một vốn chủ sở hữu của công ty. Và từ xe ở đây thì được sử dụng. Từ trái phiếu ở đây thì từ cả hai đều là cổ phiếu. Giữa chúng thì đều liên quan đến vốn chủ sở hữu công ty. Từ xe thì được sử dụng ở Anh, còn từ stock thì được sử dụng ở Hoa Kỳ ạ. Both words có nghĩa là cả hai từ này được sử dụng để ám chỉ tới vốn chủ sở hữu một công ty ạ. Còn nghĩa là nó nói là cái từ đầu tiên là được sử dụng ở Anh, còn từ stock cái từ cổ phiếu được sử dụng ở Mỹ ạ. Cả hai từ này được sử dụng để ám chỉ tới vốn chủ sở hữu trong một công ty. Và từ share là từ được sử dụng ở Anh. Và từ stock là từ được sử dụng ở Mỹ. What is the difference between a share and a stock? Thì các bạn phải dịch là sự khác biệt giữa từ share và từ stock ở đây là gì? Cả hai từ đều được sử dụng để ám tới quyền sở hữu trong một công ty. Và từ share là từ được sử dụng ở Anh. Còn từ stock là từ được sử dụng ở Mỹ. Right? Ok. Rồi câu số 2. Trần Thu Hà,
Em thưa cô là bạn có quyền gì nếu bạn mua cổ phiếu của một công ty ạ? Bạn có thể có quyền bầu, quyền vote ở cuộc họp thường niên hàng năm của công ty và nhận cổ tức ạ. Quyền vote là quyền gì em? Quyền bầu cử ạ. Đúng rồi, bỏ phiếu. What right do you get? Có nghĩa là khi bạn mua cổ phiếu của một công ty thì bạn có quyền gì? Đúng không? You can have the right to vote. Có nghĩa là bạn có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Vote at the AGM. Quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Và quyền receive dividend. Có nghĩa là quyền nhận cổ tức. Đúng không? Lúc nãy cô cho các bạn rồi. To have the right này, to vote. Đúng không? Là quyền biểu quyết. To have the right to receive dividend là quyền nhận cổ tức. Còn biểu quyết ở đâu? Biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thì người ta dùng cụm từ là SGAGM. Đúng không? Right. Rồi, câu hỏi thứ 3. Cô mời bạn Trần Thu Trang. Trần Thu Trang. Câu hỏi là cổ tức là gì? Câu trả lời là cổ tức là số tiền mà được trả cho cổ đông từ lợi nhuận của công ty dưới dạng lợi tức đầu tư của họ. Cổ tức là số tiền được trả cho cổ đông. Paid to shareholder là số tiền được trả cho cổ đông trích từ lợi nhuận công ty. Từ lợi nhuận công ty, mình dịch là trích từ lợi nhuận công ty và coi đó như lợi nhuận trên số tiền đầu tư của mình. Return on investment, lợi nhuận trên số tiền đầu tư của mình. Ok, đấy. Cổ tức nhá, là số tiền được trả cho cổ đông trích từ lợi nhuận của công ty và coi đó như là lợi nhuận trên số đầu tư của mình. Đấy, rồi câu tiếp theo. Cô mời bạn Trịnh Thị Quỳnh. Trịnh Thị Quỳnh. À, em ạ. Câu thứ hai nghĩa là ai là người quyết định việc trả bao nhiêu cổ tức ạ? Và câu trả lời đó là hội đồng quản trị ạ. Đúng rồi. Ai là người quyết định chi trả cổ tức, đúng không? Chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy how is dividend is paid? Vậy câu hỏi như vậy thì em sẽ trả lời như nào? How is dividend is paid? Vậy cổ tức được trả như thế nào? Em nói cô là cổ tức sẽ được trả vào 2 lần một năm ạ. Dividend is paid twice a year. Đúng không? Right. Được. Okay. Nhâm Thị Minh Phương. Nhâm Thị Minh Phương. Dạ có em ạ. Em thưa cô là tại sao mà một số công ty thì không trả cổ tức ạ? Tại vì số tiền này được giữ ở công ty để tiếp tục duy trì để phát triển ạ. À, các bạn có động từ, cô hỏi em động từ invest là gì? Tiếng Anh động từ invest là gì? Invest là đầu tư ạ. Vậy reinvest là gì? Tái đầu tư ạ. Tái đầu tư. Vậy số tiền được giữ trong công ty để tái đầu tư vào sự phát triển của công ty, đúng không? Tại sao một số công ty này not pay dividend, không trả cổ tức, đúng không? Bởi vì số tiền được giữ lại trong công ty để tái đầu tư vào sự phát triển. Right? Ok. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Cô mời bạn Nguyễn Tô Hiền. Nguyễn Tô Hiền. Dạ có em ạ. Ừ. Hai cách chính để nhà đầu tư làm ra tiền từ cổ phiếu là gì? Một là nhận cổ tức và hai là tăng vốn khi mà họ bán. À, có hai cách cổ đông kiếm tiền được từ cổ phiếu, đúng không nào? Có hai cách cổ đông kiếm tiền được từ cổ phiếu. Thứ nhất là cổ tức và thứ hai là thặng dư vốn khi họ bán chúng. Dividend là cổ tức và capital increase, thặng dư vốn khi họ bán chúng. Right? Ok. Rồi. Cô mời bạn Nguyễn Phương Anh. Nguyễn Phương Anh.
Thưa cô là công ty, một công ty làm thế nào để trở thành một công ty một công ty yết giá? Một công ty được niêm yết. Làm thế nào để một công ty trở thành một công ty được niêm yết? Listed company. Okay. Yes. Bằng cách nào em? Em nói đi. Bằng cách là đăng ký vào thị trường cổ phiếu và tuân theo quy định. Các bạn sẽ nói là bằng việc đăng ký với sàn sở giao dịch, đăng ký với sở giao dịch chứng khoán và tuân thủ theo các quy định để chờ phê duyệt. Follow regulation for approval nhá, có nghĩa là tuân thủ theo các quy định để đợi họ phê duyệt nhá. Right, ok. Một số bạn, các bạn vẫn khai Zoom khác nhá. Cô yêu cầu là họ và tên rồi đến mã số sinh viên chứ không phải mã số sinh viên về tên họ và tên nhá. Đấy là yêu cầu ở phòng khảo thí rồi. Right. Họ và tên này rồi mới đến mã số sinh viên. Cô mời bạn Vũ Thu Trang. Vũ Thu Trang. IPO là gì em? Stand for là gì em? The stand for là gì? Vậy IPO là từ viết tắt của từ Initial Public Offering. IPO là viết tắt của từ Initial Public Offering. Đó là việc mà công ty được niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán. Động từ stand for nhé, là viết tắt của từ IPO, là viết tắt của từ Initial Public Offering. Đó là việc công ty được niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán. Right. Cô mời bạn Bùi Thanh Tâm, câu hỏi tiếp theo nào. Bùi Thanh Tâm. Dạ em ạ. Điều này nghĩa là gì khi một ngân hàng đầu tư... ngân hàng đầu tư bảo lãnh phát hành cổ phiếu, bảo lãnh phát hành cổ phiếu. Ngân hàng cái từ này em từ nào là từ mới nào? Guarantee có nghĩa là gì? Ngân hàng đảm bảo. Đảm bảo làm sao? Ngân hàng đảm bảo để em mua bất kỳ một cổ phiếu nào không mua bởi ngân hàng đảm bảo sẽ mua bất kỳ một cổ phiếu nào nếu mà không được mua bởi các nhà đầu tư khác. Đúng rồi. Vậy sẽ có nghĩa là gì khi mà một ngân hàng đầu tư bảo lãnh phát hành cổ phiếu? Từ này cô cho các bạn rồi, đúng không? Underwrite a company's share. Ngân hàng đầu tư bảo lãnh phát hành cổ phiếu có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngân hàng cam kết mua lại những cổ phiếu mà các nhà đầu tư khác không mua, đúng không? Right, đấy. Chức năng bảo lãnh phát hành cổ phiếu là chức năng của ngân hàng đầu tư, và khi ngân hàng đầu tư bảo lãnh phát hành cổ phiếu có nghĩa là họ cam kết mua lại những cổ phiếu mà những nhà đầu tư khác không mua, đúng không? Rồi, next one. Cô mời bạn Bùi Thị Vân Anh. Bùi Thị Vân Anh. Sự khác biệt giữa danh sách chính là gì và thị trường thứ cấp? Danh sách chính là
Người ta không dịch là danh sách chính em ạ. Listing ở đây là niêm yết, mà người ta dịch là niêm yết lần đầu. Vậy sự khác biệt giữa niêm yết lần đầu và thị trường thứ cấp là gì? Vậy niêm yết lần đầu đó là gì? Cô là niêm yết lần đầu là sự đăng ký đầu tiên của Niêm yết lần đầu đó là việc mà register là gì? Registration. Sự đăng ký á. Đúng rồi, thì có nghĩa là gì? Niêm yết lần đầu là khi mà cổ phiếu của công ty được đăng ký lần đầu tiên. Ừ, đúng rồi, có nghĩa là cổ phiếu của công ty được đăng ký niêm yết lần đầu tiên. Đúng rồi, tiếp tục nào. Và khi mà cổ phiếu được sau đó được trao đổi mỗi ngày trong trong thị trường thứ cấp ạ. Cổ phiếu trao đổi có nghĩa là gì? Cổ phiếu được trao đổi có nghĩa là cổ phiếu được gì em? Được bán và mua lại. Được giao dịch. Niêm yết lần đầu đó là khi cổ phiếu của công ty được đăng ký niêm yết lần đầu. Còn cổ phiếu sau đó được giao dịch hàng ngày thì sẽ được thực hiện trên thị trường thứ cấp. Okay. Cô mời bạn Chu Ngọc Lam, câu hỏi tiếp theo. Em thưa cô là vai trò của các cơ quan quản lý thị trường là gì ạ? Đúng rồi. Các cơ quan quản lý thị trường là những người thực thi các quy định và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận ạ. Đúng rồi. Vai trò, role ở đây là vai trò của các nhà quản lý thị trường là thực thi các quy định, enforce regulation, thực thi các quy định và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận. Protect investor from fraud. Ok, rồi, thank you. Thực thi các quy định nhé. Enforce regulation, bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận. Protect investor from fraud. Right? Ok. Rồi next one. Cô mời bạn Đàm Thị Huế. Đàm Thị Huế. Đàm Thị Huế có nghe thấy cô nói không? Cô ơi, cô hỏi lại được không? Ừ, em trả lời cho cô cái câu hỏi ở trên màn hình ấy. Em có nghe rõ không Đàm Thị Huế ơi? Dạ cô đợi em chút được không ạ? Cô mời bạn Phạm Vũ Thảo Linh. Có ạ. Ừ. Câu hỏi tiếp theo em. Vâng ạ. Vấn đề về cái quyền là gì ạ? Vấn đề về quyền là khi một công ty phát hành thêm cổ phiếu để bán trên thị trường ạ. Vậy thì cái từ right issue là gì em? Cô cho nghĩa rồi. Right issue là gì? Issue là gì mà nó ghép với từ right này thì dịch là gì? Issue mà trên thị trường chứng khoán là gì em? Quyền mua cổ phiếu ưu đãi phát hành ạ. Issue là phát hành. Issue là phát hành. Vậy a right issue là phát hành quyền mua. Phát hành quyền mua đó là khi công ty phát hành thêm cổ phiếu để bán trên thị trường. Right. Right issue này là khi công ty phát hành thêm cổ phiếu để bán trên thị trường.
Right? Okay. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cô mời bạn Nguyễn Hữu Tân. Nguyễn Hữu Tân. Khi một công ty phát hành quyền phát hành thêm thì giá cổ phiếu luôn luôn xuống. Tại sao như vậy? Chỉ bởi vì là tăng số lượng của cổ phiếu thì đồng nghĩa với việc là mỗi một cổ phiếu trước đấy thì sẽ bị ít đi cái quyền sở hữu của cá nhân trước đấy, nó bị ít đi. Dilute tức là gì ạ? Khi công ty phát hành quyền mua, when a company makes a right issue là phát hành quyền mua, thì giá cổ phiếu thường goes down. Go down là gì em? Giảm. Đúng không? Vậy việc tăng tổng số lượng cổ phiếu này có nghĩa là giá trị của mỗi cổ phiếu, value of each individual share, sẽ bị giảm đi. Hay nói cách khác là cổ phiếu nó bị làm sao em? Bị pha loãng, đúng rồi. To be diluted, để các bạn có thể ghi cho cô từ to be diluted là bị pha loãng. Ok, yes, right. Rồi thì trước khi nhá, mình chuyển sang học phần tiếp theo ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho cô cái phần bài viết mà cô yêu cầu là các bạn chuẩn bị bài tập về nhà ấy. Các nhóm viết cho cô bài viết về ngân hàng ấy nhá. Right. Thế thì trong thời gian cô cho các bạn nghỉ giải lao ấy, đấy thì các bạn khác các nhóm chuẩn bị để tí nữa cô sẽ các bạn làm theo đúng cái format mà cô đã hướng dẫn ấy. Để viết về ngân hàng, thế cô hỏi là mình đã về viết về bài ngân hàng các bạn đã chuẩn bị tí nào chưa? Rồi đúng không? Ừ được rồi. Thế bây giờ các nhóm nhé, các bạn trong giờ giải lao ấy, các bạn edit với nhau nhé. Xong tí nữa cô có thể cô lấy tinh thần trên. Rồi. Nào lớp mình có nhận xét gì bài của bạn không? Đó là mình nhận xét theo cấu trúc cô đã dạy đúng không nào? Trụ sở chính được đặt ở phố 191 Bà Triệu. Vậy thì khi có số nhà cụ thể đi kèm thì bạn dùng giấy tờ S đúng không? Là hoàn toàn đúng này. Đúng không? Headquarter thì chia ở ngôi thứ 3 số ít. Vậy Techcombank headquarter is located là chấp nhận được đúng không nào? Đấy, có trụ sở ở 191 Bà Triệu. Right. Thế thì em không nên ghép hai câu này thành một em ạ. À, em vẫn để nguyên cho cô là Techcombank headquarters is located at 191 Bà Triệu district chấm phố Bà Triệu chứ không phải quận Bà Triệu đúng không? Bà Triệu street chấm. Đúng rồi, it was founded in 1993, đúng không? With the total. With? Ừ, với. Nếu mà em ghép vào như vậy thì em dùng như vậy. With the total number of employees of over. Okay, staff working. Tại 315 chi nhánh thì theo các bạn phải thêm cái gì nhỉ? Ad ạ. À đúng rồi, branches phải số nhiều, đúng không? 315 chi nhánh mà phải là số nhiều. Branches, ES chứ không phải thêm S. Chi nhánh, đúng không?
chi nhánh thì thường người ta dùng in, chứ người ta cũng không giờ việc giới thiệu in 313 branches, right? Okay, wealth management, personal finance. Yes. Vậy thì nhá, cô cho các bạn là cấu thành bởi bao nhiêu bộ phận thì các bạn dùng với cấu trúc là to be made up of, đúng không? Vậy thì câu này em sẽ xịt xỉnh lại cho cô nào. Ngân hàng được cấu thành bởi 5 bộ phận, cụ thể là những bộ phận này thì mình sẽ dùng như thế nào? Cả lớp mình cùng chữa bài với cô nhé. Nào, ngân hàng được cấu thành bởi 5 bộ phận bao gồm The bank is made up of 5 divisions. Okay. Namely, cụ thể là namely. Ừ, thì such as cũng được. Such as. Rồi, chấm. Techcombank provide various services to meet the needs of. Need ở đây thêm số nhiều em ạ. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và ngoài nước. Which yields. Rồi. Which yield the pre-tax of profits of about. Cái 2692 đi, em để em ghi chính xác rồi đi. Ghi bằng tiếng Anh chứ không ghi bằng số ấy ạ? Ghi bằng con số nhưng mà em phải dùng dấu chấm, dấu phẩy gì chứ? $2,692 Ừ, thì dùng dấu chấm hay dấu phẩy? Dấu chấm. Nếu là dấu chấm thì là 2,692. Nếu là nghìn thì mình phải dùng dấu phẩy. Còn nếu là phẩy bao nhiêu thì sẽ là dấu chấm. Nó khác với tiếng Việt, đúng không nào? Rồi, thế cái cấu trúc cam kết ý, là cô cho lớp mình là cấu trúc gì lớp mình nhỉ? Lớp mình cô nói là ngân hàng cam kết làm những gì thì các bạn dùng cấu trúc nào như cô đã cho? To be committed, đúng rồi, is committed to trying its best to come up to the customer expectation. Đây là kỳ vọng của những khách hàng chứ không phải là một khách hàng em ạ. Đúng rồi, nhá, rồi, cấu tạo danh từ đó sang số nhiều và thêm dấu phẩy ở trên, được rồi, nhìn chung là như vậy là ổn, ok, cơ bản như vậy là rồi. Nhóm thứ hai nào, nhóm của Lưu Khánh Linh. Vâng ạ, dạ em xe ạ. Có nhìn thấy chưa ạ? Rồi, em phóng to lên một chút đi cho các bạn nhìn cho rõ. Đây. Em đang không biết phóng cái này kiểu gì. Đây để em cho chữ nó to lên. Chết. Cô nhìn thấy rõ hơn chưa? Các bạn cô hỏi các bạn trong lớp, các bạn có nhìn được không? Có cô ạ. Rồi, ok. MB stand for Military Commercial Joystock Banks. MB is the commercial bank founded in 1984. Its main headquarters are located at 63 Lê Văn Lương Street. Rồi, câu thứ nhất nhé, thì không có vấn đề gì. Câu số 2, cô hỏi cả lớp mình nào. Its main headquarters are located. Đúng hay sai? Sai ạ. Thay are bằng is. Đúng rồi, nhắc cái lỗi đấy là các bạn cố gắng rút kinh nghiệm đấy, để không bao giờ mình lặp lại cái lỗi đấy cả. Is located. Rồi, there are 15,932 staff working in this bank in. Nếu như nhá, em dùng là vào năm 2019 thì có 15,932 nhân viên.
Vậy thì nếu như tính đến thời điểm 2019 thì câu này phải sử dụng thì gì? À, thì quá khứ đơn ạ. Đúng rồi. Vậy thì là re gì? Re vua ạ. Ừ. Đúng rồi. The bank is made up of 19 divisions in which there are three main components. Ừ. Vậy thì nhá, câu này em sẽ ghép cho cô là the bank is made up of 19 divisions. Ok, 19 divisions, 19 bộ phận. Vâng. Trong đó gồm có 3 bộ phận chính hả em? Dạ vâng ạ. Ừ, made up of 19 divisions. Ừ. Ừ. Ngân hàng gồm 19 bộ phận. Thế thì em nên dùng như thế này là the bank is made up of ban hội đồng quản trị này, ban gì đây, supervisory board, thì em dịch là gì? Ban kiểm soát ạ. Ban kiểm soát. Và executive board là gì em? Em thực không, tự nhiên em quên từ này. Tự nhiên em quên mất từ này là gì. Thế thì em sẽ ghép lại là the bank is made up of three main components including, nhá, em liệt B3 cái này ra, and, đúng không, and 19 other division. Đấy, em dùng là the bank is made up of the bank is made up of three main components. Three main component, okay, including. Khi mình dùng including không còn hay chấm nữa nhé, including. Rồi, right. The board of directors, the supervisory board, phải, the executive board, bỏ chữ N đi. Phẩy thôi ạ. À? Vâng. Rồi sau executive board thì em ghi cho cô phẩy này. And 19 other divisions. 19 other divisions. Đây ạ. Other. Okay. The most powerful people in MB are Lê Hữu Đức. Cũng được, các bạn dùng như thế này cũng được. Người có quyền lực nhất là, đúng không? Yes, cũng được. Right. Hoặc là nhé, các bạn sẽ thay thế nhé, hoặc là các bạn sẽ dùng cho cô là MB Bank is operated under the leadership of, được hoạt động ấy, dưới sự lãnh đạo của ai nhé. It has 282 branches nationwide. The bank also has a representative office in Russia. Ngân hàng có một văn phòng đại diện ở Nga này. Bao nhiêu chi nhánh? Đúng không? And branches in Laos and Cambodia. The bank provides various services such as to meet the needs of the customer. The turnover amounted to, đúng không? Amounted to. Thì em có thể thêm một mốc thời gian cụ thể vào đây nhé. 9171 này là tính đến thời điểm nào này? Đúng không? Vâng ạ. Its aim is to become a leading commercial bank in the world.
MB continue to be in the group of joint stock commercial bank. Continue to be in the group joint stock commercial bank with large total assets with the MB Bank vẫn tiếp tục là trong cái nhóm các ngân hàng thương mại liên doanh cổ phần với cái gì đây em? Với tổng tài sản lớn ở trên thị trường ấy ạ. Thế thì em phải dùng là với tổng tài sản lớn nhất. With largest, with the largest total assets in the market. Okay, yes. In the future, MLB had committed. Động từ cam kết cô cho là gì nhỉ? Committed to à? Be. To gồm đúng in. To be committed to Robin ạ. Không, cái động từ cam kết thì cô cho các bạn cấu trúc là gì? Em cứ bám vào cấu trúc em làm cho cô thôi. Em cái này em sửa thành E mới đúng ạ. Đúng rồi, is committed to becoming the most convenient bank for customer, providing the best services to customer. Provide nhé, the best services for customer. Động từ provide thì phải dùng dưới từ for. Providing à? And creating working environment for the whole staff with a view to becoming one of the leading commercial bank. Cũng được, nhưng nó cũng hơi lặp lại nhỉ. Đã cam kết trở thành ngân hàng tiện lợi nhất, xong lại ngân hàng hàng đầu. Cô nghĩ là nên kết hợp hai yếu ý này thôi nhé. Ngân hàng tiện lợi nhất, xong lại ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, nên kết hợp hai ý này vào. Ok rồi, nhìn chung thế là được rồi. Mình rút ra những cái kinh nghiệm, những cái lỗi phổ biến, đúng không? Rồi, để các bạn khác trong lớp rút kinh nghiệm. Rồi, bạn tiếp theo nào, bạn Ngọc Trinh. Is short for này. Rồi, it is regarded as one of the most successful with. Rồi, bây giờ các bạn nhận xét cho cô nhé. Hai câu đầu tiên của bạn Ngọc Trinh này. Lên mình cùng nhận xét nhé. Ngọc Trinh viết như này là tốt đấy, nhưng mà vẫn có lỗi đấy. It is regarded as one of the most successful commercial bank in Vietnam này. Với trụ sở ở phố Hoàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Có lỗi nào không các bạn? Cả lớp mình cùng focus và góp ý với bạn nào. Nào cả lớp mình. Cái câu 2 này của bạn, của Ngọc Trinh này này em này. On street, on Hàng Vô Street. Từ headquarter cô nói là phải như thế nào các bạn nhỉ? Có S ạ. Phải gì? Có S. Có chữ S, đúng không? Headquarter phải có chữ S. Phải có chữ S và chia ngôi thứ ba số ít. It was founded in covering an extensive network nationwide. For the time being, the bank is made up of such division as. Rồi, the bank constantly tries its best by diversifying its product and services. The board of directors succeeded in degrees of. Has excellently won the awards. Rồi, is committed itself to. Rồi, bây giờ Trinh dịch cho cả lớp mình nghe bài viết của em nào. Cô đợi em một lát ạ. BIDV là viết tắt của từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển của Việt Nam. Cô đợi em một lát. Em làm bài này hơi lâu bây giờ em quên mất. À,
ngân hàng nó được coi như là một trong những ngân hàng một trong những ngân hàng thương mại thành công nhất ở Việt Nam với trụ sở chính ở Hàng Vôi. Ngân hàng được thành lập năm 1957 với hệ thống toàn quốc. Vào thời gian hoạt động thì ngân hàng gồm 5 bộ phận, đấy là ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn, công nghệ thông tin, hoạch định chiến lược. Ngân hàng thì không ngừng nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng mong đợi của khách hàng. Giá trị thị trường ước tính hiện tại là 322.059 tỷ đồng. Hội đồng quản trị thì đã thành công trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược với tỷ lệ huy động tăng từ 10 đến 15%, lợi nhuận trước thuế là từ 8 đến 10%. Nợ xấu dưới 2%. Năm 2021 thì ngân hàng đã xuất sắc giành giải thưởng ngân hàng bán lẻ tốt nhất và sản phẩm cho vay cá nhân tốt nhất tại Việt Nam. Ngân hàng thì cam kết thấu hiểu nhu cầu của công chúng, đảm bảo tỷ lệ cạnh tranh, tạo môi trường làm việc tốt để toàn thể cán bộ nhân viên khẳng định lại vị thế của mình và vươn tới những thương hiệu cao quý như là thương hiệu Thăng Long và thương hiệu Hà Nội tại Việt Nam, nhằm vươn tới các thị trường nước ngoài tiềm năng khác trong tương lai gần. Ngân hàng cam kết nhé, hiểu nhu cầu của công chúng này, đảm bảo tỷ lệ lãi suất cạnh tranh, tạo một môi trường làm việc tốt cho toàn bộ nhân viên để khẳng định vị thế của mình và để đạt được những thương hiệu cao quý, đúng không nào? Với mục tiêu là để vươn ra, đúng không? Những thị trường nước ngoài tiềm năng trong tương lai gần. Đúng rồi. Đấy, thế thì các bạn nhớ nhé, là ngân hàng viết tắt của ngân hàng nào này? Người ta dùng với cấu trúc là to be short for này, được không nào? Được coi như là, em share lại màn hình đi em ơi. Đấy, các bạn để ý nhé, BIDV là viết tắt của Ngân hàng Đầu tư Phát triển này. Đấy thì các bạn sẽ biết là BIDV is short for này, được không nào? Thứ hai là được coi là một trong những ngân hàng thương mại thành công nhất ở đâu đó. Thì người ta sẽ dùng với cấu trúc It is regarded as one of the most successful commercial banks in Vietnam. Đúng không? In ở đâu đó thì tùy này. Thế thì là một trong những ngân hàng thương mại thành công nhất, thì nó là một trong những ấy, thì cái ngân hàng là cái từ bank này này, các bạn phải để cho cô ở số nhiều nhé, là một trong những ngân hàng thương mại, đúng không nào, thành công nhất ở đâu, đúng không, được thành lập vào năm nào này, sử dụng thì quá khứ này, còn từ headquarter luôn luôn có chữ S đứng cuối, và nếu là chia động từ thì bao giờ cũng là ngôi thứ ba số ít, được chưa nào, right. Đấy, thế còn cam kết làm gì thì các bạn cứ nhớ bám cho cô cấu trúc to be committed, to cộng với một working. Được chưa? Rồi, thank you. Rồi còn một nhóm còn lại nào. Hà Thị Thương. Dạ, cô và các bạn đã thấy bài của chúng em chưa ạ? Rồi, ok em. Rồi, Joy Stock Commercial Bank. Thế cô hỏi bài viết này em viết bao nhiêu từ? Bọn em cũng không đếm nữa. Bọn em viết theo, nghĩa là bọn em chia phần theo nhóm ấy, xong rồi là viết theo từng phần. À đây có nghĩa là nhiều bảng, là viết chung đúng không? Ừ, cô hiểu rồi.
Sau đó thì bọn em họp với nhau và sửa lại để thành một bài hoàn chỉnh ấy ạ. Rồi rồi, cô hiểu rồi. Và các bạn nhớ cho cô nhé, bài viết về bank profile này này, các bạn cố gắng viết cho cô khoảng nhé. Khoảng dưới một từ 100 cho đến độ khoảng 120, 130 từ, hoặc cùng lắm đến 150 từ. Không nên viết quá 150 từ và cũng không được viết dưới 100 từ nếu các bạn muốn điểm số cao nhé. Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, commonly known as Vietcombank, is a state commercial bank that was founded. Em nên dùng là which đi. Which was founded on. Okay. Its main headquarters is located at 198 Trần Quang Khải Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội, Việt Nam. Okay. Nowadays, Vietcombank has covered an assortment of financial services such as, right? Vietcombank has recently operated a network of all over the country with a number of 20,000 employees. 20,000 thì em dùng dấu gì? Nếu là 20,000 nhân viên thì dấu phẩy hay dấu chấm? Dấu chấm ạ. Dấu phẩy em ạ. Dấu phẩy ạ. Em tưởng là nếu mà theo như đơn vị nước ngoài thì nó khác với nó đối lập với cả tiếng Việt mà em. Dạ vâng ạ. It is made up of. Không có câu kết hả em? Bọn em biết đến đây mới biết ạ. Ở dưới cũng. À, có nghĩa là dưới cũng vẫn là nội dung của bài viết chứ không phải là bài khác đúng không? Dạ vâng ạ, bọn em viết thành 3 phần ạ. Ôi, thế này thì dài quá. Right, because we got it. During with a view to have successful launch to services including. Okay. Thanks to many breakthroughs in the banking system, Vietcombank total assets reach right international payment and trade finance turnover went up to okay. Vietcombank gained in the future. Vietcombank aim to reach number one. Yes. And have a position in the top of Vietcombank này. Trong tương lai, Vietcombank aim to reach number one bank in Vietnam. Và have a position. Nếu là vậy em phải chia động từ chứ. Nhưng mà cô nghĩ nên dùng là reach nhé. Number one bank Việt Nam. And become, chia động từ, and becomes. Ý của bọn em ở đây là kiểu aim to reach và kiểu aim to have ấy. Thì em nghĩ ở đây thì thế nên là với cái lý do đấy thế nên em không chia. À, aim to have, à, có hiểu rồi. Aim to reach and to have. Vậy thì em phải để là to have. Nhưng mà aim ở đây phải là to become em ạ. Trở thành ấy. Aim to become one of the top, đúng không? Hoặc là one of the top 100 largest bank in Asia. It is also committed to providing customers with the most advanced products and services, improving digital banking services to adapt to the development of society and meet the requirement of customers, as well as promoting transparency so that customers can have a better understanding of its services. Đúng không? Các dịch vụ thì phải là số nhiều. Okay. Rồi. Vậy thì ngữ pháp của nhóm của em ấy thì cô thấy là rất là vững hơn đấy. Vững hơn hẳn đấy nhá. Thông tin thì cũng tốt nhưng mà vấn đề là em phải dựa trên cái thông tin này xem thu gọn bài viết của mình theo những cái cấu trúc mà cô đã hướng dẫn ý. Đấy, để bài viết nào dưới khoảng 150 từ là đạt, từ 100 nhá đến 130, 140 từ là đạt. Dạ vâng ạ, bọn em sẽ rút kinh nghiệm và okay. Rồi cảm ơn em.
Rồi các bạn đọc trước cho cô mục số 5, số 6 này, mutual fund này, phân biệt giữa mutual fund và hedge fund này. Rồi, định nghĩa về market capitalization. Các bạn tìm cho cô cái điểm giống nhau ấy, đúng không? Và điểm khác nhau giữa mutual fund và hedge fund này là gì này? Đúng không nào? Và market capitalization thì được tính theo công thức nào? Rồi thì cô hỏi Lâm Minh nhá. Nếu mà người ta dùng là investment are full, investment này are full thì các bạn sẽ dịch cho cô là gì? Số tiền được gom chung. Ừ, số tiền được gom lại, đúng không? Số tiền đầu tư được gom lại, đúng rồi. Và nhá, investment are professionally managed thì các bạn sẽ dịch cho cô là gì? Được quản lý chuyên nghiệp. Đúng rồi, được quản lý chuyên nghiệp. Thì các bạn hiểu là tiền là được gom lại này, và sau đó có một người quản lý chuyên nghiệp, đúng không? Có một người quản lý chuyên nghiệp, quản lý để đầu tư cho họ này, đúng không nào? Và rồi, cái điểm khác biệt này, they are open to limited number of investors. Limited number of investors. Vậy limited number là gì? Giới hạn một số nhà đầu tư. Ừ, số lượng nhà đầu tư giới hạn. Và require này, large initial minimum investment hoặc là gì? Đầu tư tối thiểu số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu là rất lớn, đúng không? Rồi bây giờ các bạn dịch cho cô sự khác biệt giữa hai tổ chức này. Cô mời bạn Hà Phạm Diệp Anh. Em theo cô là về điểm giống nhau thì số tiền được gom chung và được quản lý chuyên nghiệp ạ. Em theo cô về điểm khác nhau thì cái tổ chức em theo cô là các quỹ phòng hộ được mở cho giới hạn một số nhà đầu tư và nó được yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu trong quỹ là rất lớn á. Đặc điểm giống nhau là các khoản đầu tư được gom lại và được quản lý một cách chuyên nghiệp. Còn đặc điểm khác biệt là quỹ phòng ngừa rủi ro được mở cho một số lượng, nghĩa là giới hạn ấy. Market capitalization. Các bạn nói cho cô cái công thức tính market capitalization là gì nào? Em với cô là
số cổ phiếu đang lưu hành nhân với cả giá trị thị trường. À đúng rồi, chính là người ta lấy cái right, người ta lấy cái company outstanding này, company outstanding share, đúng không nào? Chính là các cổ phiếu đang được lưu hành nhân với current market price of one share, đúng không nào? Nhân với giá cổ phiếu, giá của mỗi cổ phiếu tại thời điểm hiện tại, đúng không? Và các bạn có cái từ multiplying ở đây là nhân này, đúng không? Thế em dịch cho cô luôn nào. Vậy thì tổng giá trị, đúng không? Vốn hóa thị trường hay tổng giá trị của gì? Gọi là tổng giá trị của các cổ phiếu đang được lưu hành. Outstanding share. Tổng giá trị vốn hóa thị trường hay còn gọi là tổng giá trị, đúng không? Tổng giá trị của những cổ phiếu đang được lưu hành của công ty. Đúng rồi. Và nó được tính bằng việc? Tính bằng việc nhân số lượng cổ phiếu đang được lưu hành với giá trị thị trường của một cổ phiếu. Nó được tính bằng việc là nhân số lượng cổ phiếu đang được lưu hành với giá trị, với giá, đúng không? Giá cổ phiếu hiện tại, giá của mỗi cổ phiếu tại thời điểm hiện tại. Rồi, và người ta sử dụng cái market capitalization này để làm gì? Người ta sử dụng con số này để xác định quy mô của công ty. À đúng rồi, các cộng đồng đầu tư sử dụng con số này để xác định quy mô của một công ty, determine company size, xác định quy mô của công ty, đúng không? Rồi, thank you. Rồi, vậy các bạn có nhớ, các bạn nhớ cho cô này, các phép tính cơ bản trong tiếng Anh nhé. Các bạn cứ nhớ cho cô như này này. Khi người ta dùng phép nhân, tất là các con số thì như thường nhé. Còn nếu là nhân thì các bạn sẽ đọc cho cô bằng tiếng Anh nhé. Là multiply by. Nếu là phép chia thì các bạn sẽ đọc là divided by. Nếu là phép trừ thì sẽ là minus. Và nếu là phép cộng, nếu là phép trừ này thì sẽ là minus này. Còn nếu là phép cộng nhé thì sẽ là plus. Đấy, các phép đấy, khi mà các bạn cứ có thấy các cái dấu này này, đúng không? Các con số thì đọc như thường, nhưng mà khi xuất hiện các cái phép tính này này, nhân thì như vậy, chia này, trừ cộng. Thế còn tất cả dấu bằng mình đều đọc là equal. Chia ngôi thứ ba số ít. Đấy. Thế bây giờ ví dụ một phép tính đơn giản thôi, là có 10 cổ phiếu nhân với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng Vietnamese đồng, thì các bạn sẽ có số tiền là 100.000 đồng, đúng không? Right. Vậy thì khi các bạn nhìn đây là phép tính nhân này, đúng không? Thì mình sẽ lập thành phép tính là gì? 10 share này, đúng không? Rồi nhân với multiply by 10,000 Vietnamese đồng, đúng không? Equal. Bằng này, equal, đúng không? 100,000 Vietnamese đồng, đúng không? Đấy là phép nhân nhé. Lần lượt mình làm các phép tính như vậy. Thế bây giờ đến phép tính chia này. Ví dụ như là 10.000 này. 10.000 này, đúng không? 10.000 đồng. Chia cho, đúng không? Chia cho 5 cổ phiếu. Đúng không nào? Vậy mỗi cổ phiếu là mấy? 2.000 đồng. Đúng không? Đây là phép chia nhé. Rồi, bây giờ các bạn cứ nhìn vào đó, các bạn đọc cho cô phép chia nào. 10,000 Vietnamese đồng. Dấu chia nào. Divided by 5 share.
rồi bằng 2.000 đồng. Equals, đúng không? 2.000 Vietnamese đồng, đúng không? Đấy, với các phép tính khác cũng như vậy. Nhá, các bạn cứ nhớ là khi có các cái dấu nhân, chia hoặc trừ hoặc cộng thì các bạn sẽ đọc cho cô theo quy tắc như vậy. Còn dấu bằng thì bao giờ cũng là equal và thêm chữ S nhá, chia ngôi thứ ba số ít. Rồi các bạn đọc cho cô hai hệ số tiếp theo này, hai chỉ số tiếp theo này. EPS và PE. Vậy thì cô hỏi các bạn này, EPS mình đã học là gì? EPS là gì? Earning per share và dịch ra là gì? Thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Thu nhập, đúng không? Thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Rồi, thế thu nhập trên mỗi cổ phiếu thì cho ta biết được cái gì nào? Là phép đo lợi nhuận của công ty. Đúng rồi, thu nhập trên mỗi cổ phiếu nhé, là phép đo lợi nhuận của công ty, đúng không? Và nó được tính theo công thức là lợi nhuận này, đúng không? Trừ đi cổ tức ưu đãi. Cổ tức ưu đãi, lợi nhuận trừ đi cổ tức ưu đãi, chia cho cổ phiếu đang được lưu hành. Lợi nhuận nhé, trừ đi cổ tức ưu đãi, chia cho cổ phiếu đang được lưu hành. Vậy thì lợi nhuận của công ty là 1 triệu đô này. Cổ tức ưu đãi là 200.000 này. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 100.000. Vậy thì thu nhập trên mỗi cổ phiếu là gì? Bằng bao nhiêu? $8. Bằng 8 đô la Mỹ có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi một cổ phiếu nhá, khi các bạn đưa thì mỗi một cổ phiếu nó sinh ra 8 đô la Mỹ lợi nhuận. Đấy, nhá. Đấy, rồi, thứ hai là PE. PE là viết tắt của từ price earning ratio. PE nhá, là viết tắt của từ price earning ratio, và mình dịch là gì? Trên giá. Hệ số giá trên thu nhập. Hệ số giá trên thu nhập. Right. Vậy thế nào là hệ số giá trên thu nhập? Người ta sử dụng hệ số giá trên thu nhập để làm gì? Được sử dụng để xác định số tiền nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một cổ phiếu so với thu nhập của công ty. Okay. Hệ số giá trên thu nhập là được sử dụng để xác định các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền, willing to pay này, sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền để thu về được một đồng tiền lợi nhuận tương ứng. Có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền cho một cổ phiếu để thu lại về một đồng tiền lợi nhuận. Và nó được tính theo công thức the current price of a stock, có nghĩa là gì? Giá cổ phiếu hiện tại chia cho company's earning per share, chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu, và được tính theo công thức này. Giá cổ phiếu hiện tại được giao dịch nhé là 18 đô la Mỹ. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2 đô la Mỹ. Vậy hệ số giá trên đô la Mỹ có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra 9 đô la Mỹ
để thu về một đồng đô la Mỹ lợi nhuận. Chính vì vậy mà cái hệ số PE này này thì sẽ phải càng gì? Càng thấp càng tốt. Còn hệ số EPS thì sẽ càng cao càng tốt. Đấy, đến đây các bạn nắm được chưa? Nắm được chưa cả lớp? Đấy, cái công thức nhá để tính EPS ấy, là lợi nhuận này trừ đi cổ tức ưu đãi chia cho cổ phiếu đang được lưu hành. Đấy, còn công thức để tính hệ số giá trên thu nhập thì lấy giá cổ phiếu hiện tại chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Right? Đấy. Ok. Rồi thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn nhá cái bài tập về nhà cho lớp mình này. Đây, vậy các bạn thấy hôm nay nhé, cái phần câu hỏi 13 câu hỏi này này, đúng không, là cô trò mình đã xử lý rồi này, đúng không, từ câu 1 đến câu 13 này, và nó được căn cứ câu trả lời trên hai bài đọc trang số 11 này này, đúng không, là lớp mình cũng đã làm rồi này. Đấy, này, vậy về nhà nhé, cô sẽ gửi, tối nay cô sẽ gửi này, cô sẽ post cái phần file nghe của bài số, bài Stock Market. Và các bạn sẽ làm cho cô cái bài listening này này. Why do stock market move? Những cái yếu tố ấy mà gây sự biến động của giá cổ phiếu trên thị trường. Đấy, các bạn sẽ làm cho cô bài tập nghe. Điền cho cô vào sơ đồ này. Đấy, điền cho cô về các cái yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu này. Các nhà đầu tư này. Nhá, phân loại các nhà đầu tư này. Đấy là bài tập nghe. Sau đó thì đến bài tập ở trang phía bên tay trái này. Các bạn sẽ làm cho cô bài tập số 2. Các bạn tra cho cô các thuật ngữ ở dưới này. Ví dụ symbol, current price hoặc là change on day. Đấy có nghĩa là gì? Sau đó các bạn đọc kỹ cho cô nhé. Từ số 1 đến số 9 là 9 khái niệm. Đấy. Sau đó các bạn matching cho cô xem với các khái niệm đó thì tương ứng với các thuật ngữ nào. Sau đó thì các bạn sẽ làm cho cô bài tập tính toán. Đọc kỹ cho cô các tình huống nhé. Đấy, và các bạn làm cho cô bài tập sử dụng các phép tính như hôm nay cô hướng dẫn ấy. Phép tính nhân, phép tính chia, phép tính trừ, phép tính cộng. Đấy, thì các bạn làm cho cô bài tập 3 này. Sử dụng thông tin ở bảng biểu ở phía dưới, đúng không nào? Và trả lời các câu hỏi sau đây. Ví dụ nhé, nếu bạn muốn mua 200 cổ phiếu BP ngày hôm nay, thì bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền, đúng không? Lưu ý rằng cổ phiếu ở Anh được niêm yết bằng xu và 100 xu thì sẽ tương ứng với một bảng Anh, đúng không? Thế thì các bạn mua 200 cổ phiếu BP ngày hôm nay, vậy các bạn sẽ phải tra ở cột là giá cổ phiếu ngày hôm nay là bao nhiêu? Vậy các bạn nhìn ở bảng này, các bạn nói cho cô giá cổ phiếu hôm nay là bao nhiêu? 450 xu, đúng rồi. Vậy 450 xu mà đổi ra bảng Anh sẽ là tương đương với bao nhiêu bảng? 100 xu thì bằng một bảng, vậy 450 xu thì sẽ bằng bao nhiêu bảng? 4,5 bảng. Mà các bạn lại mua 200 cổ phiếu với mức giá 4,5 bảng, vậy các bạn sẽ đặt cho phép tính cho cô là 200 cổ phiếu nhân với 4,5 bảng Anh, đúng không? Đấy thì về nhà các bạn nhé, cô đặt phép tính cho các bạn này. Rồi. Đúng không? Câu số 1 nhé. Phép tính là 200 cổ phiếu này nhân với 4,5 bảng Anh thì sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Bằng bao nhiêu bảng Anh? Các bạn thử nhân cho cô xem nào, bằng bao nhiêu? Hai trăm nhân 4,5 thì bằng bao nhiêu các bạn? 900 ạ. 900 bảng Anh. Đấy, đấy các bạn lập phép tính như vậy.
Và nếu sang viết sang tiếng Anh thì sẽ là gì? 200 share nhé. Nhân với thì sẽ là gì nữa các bạn? Multiply by, đúng không? 4.5 pounds, được chưa? Và equal, đấy làm theo đúng cô hướng dẫn, 900 pounds. Pound là đồng bảng Anh đấy, đúng không nào? Đấy, 200 cổ phiếu nhé được nhân với 4.5 bảng Anh thì bằng 900 bảng Anh. Đấy thì tương tự với câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, các bạn làm cho cô như vậy nhé, làm tương tự, đặt phép tính cho cô như vậy và sẽ căn cứ vào cái thông tin ở cái phẳng bảng ở phía dưới này này, được chưa nào nhá. Đấy, về tối nay cô sẽ giao phần bài tập nghe đấy nhá, để về nhà các bạn làm cho bài nghe và hoàn thành cho cô bài tập số 2 này, bài tập số 3 này ở trang số 15, được chưa nào? Rồi, bài học ngày hôm nay các bạn có hỏi gì nữa không? Các bạn có hỏi gì bài học ngày hôm nay nữa không nhỉ? Không ạ. Rồi, vậy thì cô chào mình sẽ nghỉ ở đây nhá. Rồi, cố gắng ôn tập nhá, làm bài tập về nhà nhá. Như hôm nay cô kiểm tra là cô thấy các bạn đã lớp mình như thế là nghiêm túc đấy. Các nhóm, số lượng các nhóm ấy làm bài tập ở nhà như thế là tương đối là đầy đủ. Và chất lượng như thế là cũng nói chung là ổn. Ok, rồi. Rồi thì tối nay nhá, cô sẽ giao bài tập nghe đấy. Và tí nữa cô giao luôn đấy. Nếu như bạn nào có thời gian tối nay thì các bạn có thể làm luôn được nhá. Rồi, thế thôi, cô chào tất cả các bạn. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Ừ, cô chào các bạn.